Kỳ lạ, giếng nước không bao giờ cạn giữa cánh đồng khô cháy. Từ lâu lắm rồi, tại xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang xuất hiện một giếng nước trong xanh. Xung quanh giếng nước là những cây thốt nốt, có người gọi là thốt nốt, đặc trưng của vùng đất mảnh núi. Chỉ cách trục lộ khoảng 200m, những con đường tới giếng phải len lỏi qua những đoạn cây đầy đất và cát, băng qua cánh đồng khô cháy. Giếng nước có đường kính chừng 3m, sâu hơn 1m, tựa như một con mắt nhìn lên trời cao. Phía dưới đáy giếng là chiếc thùng bê, loại thùng đựng sơn PV. Điều kỳ lạ là nước ở giếng bị mặt đáy của thùng bê ép xuống, nhưng chỉ thông qua các khe nhỏ do bà con quét dọc vào thùng trước lúc đặt xuống đáy giếng. Không hiểu sao nước lại trào ra nhanh hơn khi có người tới múc và lại tràn vào thùng bê rất nhanh, trong vắt một cách khó tin. Nhìn thẳng xuống đáy giếng thì thấy rất sâu, vì mặt nước in hình bóng của bầu trời trông như bức tranh thủy mặc. Ông Châu Son, ông lão chăn bò, người xã Âu Lâm kể: giếng nước này xuất hiện hàng chục năm về trước, còn thời gian nhớ chính xác thì không ai nhớ rõ. Tôi chỉ nghe nói là do một người dân địa phương tên Châu Choi có công khai mở. Ông Choi hàng đêm vừa thắp nhang cúng thần linh, vừa già coi chỗ nào có mạch nước là ông xác định, rồi lập bàn cúng vái. Sau đó ông thải đồng tiền lên trên không trung, khi đồng tiền rớt xuống chỗ nào thì ông đánh dấu chỗ đó. 3 ngày sau đó là ổng đào. Lần đào đầu tiên xuống tới 1m, bỗng có một nguồn nước xuất hiện, nhưng kỳ lạ là ông liền lấp lại rồi qua vị trí khác đào tiếp. Đào sâu 2-4m thì không thấy xuất hiện nguồn nước. Ông tiếp tục những vị trí khác thì chỉ có những hố sâu trơ trọi. Từ vị trí ban đầu ông đào được là mạch nước, ông đào lên lại đánh dấu. Từ đó cái giếng ra đời và cung cấp nước nấu ăn, giặt giũ cho cả ấp Phước Lộc này. Mà lạ thay, hễ có người dân ra lấy nước, mặc dù thấy giếng nông nhưng nước không bao giờ cạn. Vì không thể tin có chuyện lạ như vậy, nên có lần ông Son cùng tốt 8-9 người rủ nhau thử xem, mỗi người một cái múc nước, múc liên tục xem nó có cạn nước hay không. Nhưng kết quả là múc bao nhiêu thì nước giếng vẫn y nguyên như mức đó. Cũng theo ông Son, giếng nước nằm trên bãi đất trống, nếu đứng đó có thể thấy được bốn bề toàn là dân cư dưới chân núi. Cách giếng này không xa là những thảm cỏ cháy khô, đất nứt nẻ khô cằn, nhưng mực nước giếng này vẫn giữ nguyên dù có hạn hán. Những lúc như thế này, hàng trăm hộ dân ở vùng này lại tìm đến giếng thần để lấy nước về sinh hoạt. Vào mùa mưa, đất cát bị trôi theo nước mưa tràn lấp cả giếng. Tới mùa khô, cây cối trơ trọi thì đất nứt nẻ, giếng lại hiện ra, cứ thế tiếp diễn theo từng năm, chu kỳ tái lạ. Theo bà Kim, vừa múc nước tại giếng vừa hồ hởi nói: tụi tôi thường đem theo can nhựa 20 lít, lấy chừng 15 phút là đầy một can. Cứ liên tục như vậy, 10 can là 150 phút. Thấy đủ dùng là tôi thôi, rồi tiếp đến những hộ khác. Việc xuất hiện giếng nước kỳ lạ này nên giờ một số bà con vùng lân cận thấy nước giếng sạch cũng chạy qua đây lấy để đem về ăn uống. Nước giếng ở đây được coi là sạch sẽ và ngọt mát, uống một ngụm là thấy trong người sảng khoái dù trời đang nắng gắt. Ở xã này thường bị hạn hán, mấy chục năm về trước, nhiều người thường lấy nước về cho gia đình sinh hoạt hàng ngày, phải lên núi mới có thể lấy được nguồn nước. Từ khi có cái giếng kỳ lạ này, bà con đỡ vất vả hơn. Tôi nhớ không lầm là vào năm 2002, chính quyền thấy việc lấy nước sinh hoạt của bà con vất vả nên mới đặt trạm cho bà con tiêu thụ. Từ khi có trạm, số lượng người dân đi lấy nước ở giếng cũng ít hơn, đỡ tốn công hơn, vì một số lần đi lấy nước tốn nguyên một ngày. Từ việc cái giếng kỳ lạ cung cấp nước cho hàng trăm hộ dân ở vùng bảy núi, người dân ở xã Âu Lâm rất hãnh diện về giếng nước độc đáo này. Vào những dịp lễ Tết, đêm đến, người dân trong xã ra tụ tập đốt lửa, hát hò và nhảy múa. Còn những người cao niên trong làng thì đại diện dân làng trẻ sôi cúng giếng thần.